hai màu đẹp nhất của dòng 3C Blur Tint theo cá nhân mình ý thì sẽ là màu Early Hour và Sepia nha. Và bản mà mình đang cầm trên tay ý thì là bản Son Limited của nhà 3C nha mọi người. Về cơ bản thì mình thấy hai cái màu Early Hour và Sepia không kém ra một tí nào đâu. Early Hour thì nó sẽ là một cái tông kiểu hồng MLB ngả về hồng nhiều hơn ý. Còn Sepia thì nó sẽ là một cái tông kiểu đỏ cam đất nha. Chiếc son này của nhà 3C thì nó là chất Blur Tint ý, mới đầu đánh lên sẽ hơi bóng bóng, nhưng sau khoảng tầm 10 đến 15 giây thì nó sẽ set lì lại nha, và cái lớp tint của nó bám rất là dai luôn á.